một số thay đổi về thẩm mỹ và trang bị tinh tế giúp tạo nên một chiếc crossover nhỏ gọn xuất sắc. Mazda đã tiết lộ giá cả và cấu trúc trang trí cập nhật cho CX-5 2022 của mình. Thông tin mà chúng tôi không có vào đầu năm nay khi thương hiệu giới thiệu kiểu dáng cập nhật và loại bỏ biến thể dẫn động cầu trước. Chúng tôi mong đợi sự thay đổi này có nghĩa là, về mặt tuyệt đối, có một sự tăng giá ở dưới cùng của phạm vi và điều này đã được chứng minh. Một chiếc CX-5 hiện sẽ có giá khởi điểm 27.125 đô la Mỹ, tăng không đáng kể so với giá khởi điểm 26.545 đô la Mỹ của mẫu xe năm 2021. Nhưng nó thực sự thấp hơn vài trăm đô la so với tổng chi phí của một chiếc CX-5 2021 cơ sở với hệ dẫn động 4 bánh tùy chọn trước đây của nó. Có một chút tin tốt với một chút xấu, với AWD tiêu chuẩn. Mazda cũng tuyên bố đã làm cứng kết cấu và cải thiện hệ thống giảm xóc giúp CX-5 êm hơn và thoải mái hơn. Cấu trúc đặt tên của các món đồ trang trí khác nhau của nó đã được thay đổi một chút. Trong khi mức đầu vào từng là CX-5 Sport thì bây giờ là CX-5 2.5S. Các bước lên bậc thang trang trí ngoài này là 2.5S Select, 2.5S Prefer, 2.5S Carbon Edition, 2.5S Premium, 2.5S Premium Plus Turbo và Turbo Signature, bắt đầu từ 38.650 đô la Mỹ và đại diện cho hàng đầu của phạm vi. Quan trọng hơn đối với người lái, các mô hình turbo sẽ tạo ra nhiều sức mạnh hơn một chút. Đặt 93 octan vào bình và bạn sẽ nhận được 256 mã lực và moment xoắn. Mặc dù đó là mức tăng 6 mã lực không đáng kể, nhưng chúng tôi sẽ lấy những gì chúng tôi có thể nhận được. Trên 87 octan, turbo tạo ra 227 mã lực. Trong khi đó, ở bên ngoài, lưới tản nhiệt đã được sửa đổi của Mazda giờ đây hòa hợp với đèn pha tạo cho phần đầu xe một vẻ đẹp trai đầy cuốn hút. Trang trí Turbo Signature lạ mắt sử dụng bánh xe 19 inch mới cản dưới cùng màu thân xe và đường viền chắn bùn. Trong khi trang trí 2.5 Turbo có các điểm nhấn màu đen bóng tương phản và bánh xe 19 inch màu đen, cũng như nội thất bọc da đen được sửa đổi với đường chỉ khâu tương phản màu đỏ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!